Ngay sau khi nhận bàn giao mặt bằng, chủ đầu tư và các nhà thầu dự án hồ chứa nước Khe Giữa đã huy động tối đa nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thi công. Đến nay, hạng mục tràn xả lũ đã cơ bản hoàn thành việc đào đất, gia công chế tạo thiết bị và chuẩn bị thi công bê tông. Riêng hạng mục cống lấy nước có chiều dài gần 150m đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng công việc. Trong thời gian tới thì đơn vị thi công sẽ tập trung thêm máy móc thiết bị để tiến hành thi công 3K, làm sao để đạt được là hết tháng 12 sẽ là thi công được hoàn thiện được kênh dẫn dòng và đê quai xanh. Còn sau khi dẫn dòng và đê quai xanh thi công xong thì sẽ là triển khai đến phần đắp đập. Hoàn thiện, dự kiến hoàn thiện của nhà thầu là theo tiến độ là đến hết 30 tháng 4 1 tháng 5 là sẽ đắp được đập đạt ngưỡng 40.0 để vượt lũ. Dự án hồ chứa nước Khe Giữa có tổng mức đầu tư 283 tỷ đồng, dung tích thiết kế 7,6 triệu mét khối. Khi hoàn thành sẽ kết hợp với hồ Cao Vân khai thác hiệu quả nguồn nước mặt trong khu vực, đảm bảo cung cấp đủ nước phục vụ các hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Cẩm Phả và thành phố Hạ Long. Trong quyết định phê duyệt là thi công 2019 và 2022 thì ban đã tập trung chỉ đạo nhà thầu hoàn thành trước cái tiến độ của Ủy ban tỉnh giao, sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2021. Và hiện nay là đối với tiến độ là đang đảm bảo. Hiện nay, dự án hồ chứa nước Khe Giữa còn vướng mắc khoảng 39 hectare mặt bằng, trong đó có một số vị trí trọng điểm ảnh hưởng trực tiếp đến việc thi công hạng mục quan trọng nhất của dự án. Còn 12 hộ dân nữa thì nó liên quan đến đất nông trường Cẩm Phả trả về từ năm 2016. Thì cái này thì xã cũng đã có báo cáo thành phố và thành phố cũng có báo cáo tỉnh. Và tỉnh cũng có văn bản trả lời. Thì cái này thì xã cũng sẽ phối hợp với các phòng ban chức năng của thành phố. Đấy là chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tuyên truyền làm sao đảm bảo trong cái thời gian sớm nhất để bàn giao đầy đủ mặt bằng cho đơn vị triển khai thực hiện theo đúng tiến độ đề ra. Xác định tầm quan trọng đặc biệt của dự án hồ chứa nước Khe Giữa đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, chủ đầu tư đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành đưa dự án vào khai thác, vận hành trước thời hạn tỉnh giao.